Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với các thí sinh với phần tham gia dự thi của các thí sinh đến từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nơi có câu chuyện tình nổi tiếng A Phủ. Xin chào đón thí sinh Đinh Thị Hồng Vân số danh 05 và thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến số danh 23 đến từ huyện Bắc Yên. Trang phục truyền thống của người dân tộc Mông vốn có những nét độc đáo. Cho đến nay, các trang phục truyền thống của các dân tộc ít được xuất hiện trong đời sống sinh hoạt, thì đồng bào dân tộc Mông vẫn luôn có gìn giữ và bảo tồn trang phục của mình. Những người phụ nữ dân tộc Mông vốn khéo léo và chịu khó, không ngừng sáng tạo với tác phẩm vải lá. Hoa văn trên trang phục dân tộc Mông cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho những người thiết kế trang phục biểu diễn hiện đại mang hơi hướng dân tộc và văn hóa. Để chiêm ngưỡng thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến. Hải Yến đang khoác trên mình bộ trang phục của người phụ nữ Mông miền bản, gồm tóc quê ngựa, hoa tai, vòng cổ, áo, váy, tấm phản thắt lưng che phía trước, xà cạp và lụa tở. Áo được sử dụng màu đen, có cổ phía trước xẻ chữ V, thân áo ngắn đến thắt lưng và được dùng theo vải quyến hút. Hai ống tay áo được thêm nhiều hoa văn vòng cổ kỳ từ kiểu tay xuống cổ tay. Áo người phụ nữ dân tộc được làm rất kỳ công. Váy có nhiều nút thắt, có đai đỉnh buộc, nhưng khi xòe ra mềm mại như cánh hoa. Hoa văn điêu quanh váy được thêu theo từng tầng và sử dụng nhiều màu sắc để làm nổi bật chân váy, tô thêm vẻ đẹp người phụ nữ. Bộ trang phục dân tộc Mông còn tấm vải thắt lưng và xà cạp thể hiện ý tứ tình đáo của người phụ nữ, cũng như để thực hiện cho công việc người đó. Ngoài ra, người phụ nữ dân tộc Mông sử dụng hoa tai, vòng cổ, quấn tóc trên đầu để tạo nên một sắc thái riêng khó nhầm lẫn với dân tộc khác. Đang trình diễn trên sân khấu là thí sinh Đinh Thị Hồng Vân với trang phục dân tộc Mông cách tân. Với mỗi trang phục Mông cách tân thì bộ trang phục sẽ có hoa văn kiểu dáng khác nhau, rất tinh tế hiện đại mà không mất đi bản sắc vốn có của bộ trang phục Mông nguyên bản. Trang phục cách tân của dân tộc Mông đang được ưa chuộng và sử dụng rất nhiều. Chúng ta có thể thấy so với trước đây, màu sắc chủ yếu của trang phục dân tộc Mông là màu đen, thì bây giờ màu sắc có phần rực rỡ hơn như là màu đỏ, hồng, vàng. Kiểu dáng cũng được thay đổi, thân áo được may liền với chân váy và kéo khóa sau lưng. Thì người phụ nữ dân tộc Mông ngày nay đã dùng những bộ đồ kèm phụ kiện để trang trí một cách tinh tế cho đẹp bắt mắt. Từ đó đã tạo nên một bộ trang phục dân tộc Mông cách tân rất nổi bật và thích lạ. Các hoa văn họa tiết trên trang phục của người Mông thiên về màu sắc, đó là sự phối kết hợp giữa các màu nhóm tạo cảm giác nổi bật ấn tượng. Không quá trang trọng đến họa tiết hoa văn trên vải thắm của người Mông là sự phối màu cũng như đan xen thay đổi chất liệu bằng các mảng trơn, thép vải, mảng nổi tia hay các chi tiết khiến cho nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông thật độc đáo và khác biệt so với một số các dân tộc khác. Hoa văn trên trang phục của các dân tộc Mông ngoài biểu hiện tâm tư, tình cảm thì đối với các cô gái còn là tiêu chuẩn đánh giá tài năng và phẩm hạnh. Người phụ nữ giỏi thường thừa được cả cộng đồng đề cao quan trọng. Trước khi đi làm dâu, cô gái người Mông được mẹ tặng cho bộ váy áo như của hồi môn. Khi về nhà chồng, cô gái phải chuẩn bị một bộ váy áo đẹp để tặng mẹ đẻ và mẹ chồng. Bởi vậy, váy thiêu đẹp trở thành tài sản của người phụ nữ. Cũng vì thế, đối với thiêu nữ, việc học thiêu thừa là một bổn phận phải lo gánh mặc cho gia đình. Khi đã trở thành người vợ, người mẹ
để lo cho chồng ngon mặc đẹp. Quý vị vừa được chiêm ngưỡng trên sân khấu hai bộ trang phục dân tộc Mông nguyên bản và các thân mộc. Với tình yêu quê hương đất nước tuổi trẻ, ban nhân dân huyện Bắc Yên sẽ không ngừng bảo tồn những giá trị truyền thống, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đó. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và cổ vũ cho huyện Bắc Yên. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chúc mừng các thí sinh đến từ huyện Bắc Yên đã hoàn thành xong nội dung thi của mình.